Đơn vị pháo binh ở phía đông Ukraine đang phải liên tục thay đổi chiến thuật với dàn máy bay không người lái UAV Nga chuyên đi săn lùng những vũ khí có giá trị cao. Quân đội Nga đã tăng cường tấn công trên bộ dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km ở phía nam và đông Ukraine, đe dọa một số thành phố lớn cuối cùng trong khu vực công nghiệp hóa Donetsk do Kiev nắm giữ. Nỗ lực này nằm trong chiến lược mở đường cho những bước tiến của quân đội Nga. Theo hãng tin Reuters, các binh sĩ thuộc lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine cho biết họ phải đối mặt với sự quấy rối ngày càng tăng từ UAV Nga. Binh sĩ Liova, 27 tuổi, chia sẻ, trước đây, Nga từng tấn công bằng UAV với số lượng không giống nhau, nhưng bây giờ tình hình thực sự đáng sợ. Trong khi đó, sĩ quan cấp cao Andriy Stavnichi cho hay, các UAV trinh sát của Nga như Orlan hay hiện đại hơn là Supercam thực sự là mối nguy hiểm lớn. Giống như các binh sĩ và quan chức Ukraine, ông Stavnichi kêu gọi trang bị thêm hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu UAV Nga. Bởi các loại pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine như Panzer Hotspy đang là mục tiêu chính tấn công của Nga. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho biết Moscow sẽ tăng cường tấn công vào các kho chứa vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ này tuyên bố đã phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balaklia thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 5 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực kéo hạng nhẹ M102 105mm của Mỹ, 1 radar phản hỏa INTPQ-50 do Mỹ thiết kế, 1 pháo phản lực FH-70 của Anh và các trang thiết bị vũ khí khác, thông cáo cho hay. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ sớm nhận thêm hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS trong gói viện trợ. Các quan chức Mỹ nói rằng gói viện trợ sẽ bao gồm cung cấp đạn dược và tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu nói, để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện thành phần và cơ cấu của lực lượng vũ trang và tăng sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến nhất. Chúng tôi sẽ tăng cường không kích vào các trung tâm hậu cần và căn cứ chứa vũ khí phương Tây. Ông Shoigu khẳng định, Nga đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây và lực lượng Nga đã giành được thế chủ động dọc theo mặt trận dài 1.000 km. Andriy Susov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR, trong một bài phát biểu trên sóng Radio Liberty, tuyên bố các lực lượng đặc biệt của Ukraine không ngừng sáng tạo ra các phương pháp mới để tấn công tàu chiến Nga ở bán đảo Crimea. Ông Andriy Susov nói, người Nga đang cố gắng xây dựng những hàng rào mới ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, những người điều khiển xuồng tự sát Makura và lực lượng đặc biệt GUR đều không lặp lại các phương án tấn công, mà hành động và tấn công mục tiêu Nga bằng nhiều phương pháp khác nhau. Người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, bất chấp việc Nga di chuyển, che giấu tàu chiến cũng như xây dựng rào chắn trên biển, lực lượng Ukraine vẫn tìm ra nhiều cách mới để chứng tỏ hiệu quả và khả năng tấn công của xuồng tự sát Makura. Một ngày trước đó, GUR đưa tin, lực lượng đặc biệt số 13 của họ đã tấn công tàu tuần tra lớp Mangus thuộc dự án 12150 tại vịnh Vuka Krum. Cuộc tấn công được thực hiện bởi xuồng tự sát Magura V5. Theo tình báo Ukraine, các tàu lớp Mangus trị giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ một chiếc, được Nga sử dụng làm tàu cao tốc đa năng để tuần tra, chống lại các hoạt động phá hoại cũng như tìm kiếm cứu nạn. Các tàu thường được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa với súng máy 14,5mm, hai súng phóng lựu AGS-17, một súng phóng lựu TB-64 và hai hệ thống phòng không vác vai ILA và V3 Manbas. Hồi tháng 4, nguồn tin từ kênh Telegram Riba có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần này, quân đội Ukraine có khả năng đã sử dụng tên lửa mồi nhử phóng từ trên không MLD thu nhỏ ADM-160 do Mỹ sản xuất để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào bán đảo Crimea, khu vực sắp nhập vào Nga năm 2014. Các tên lửa này được thiết kế nhằm đánh lạc hướng và gây nhiễu hệ thống phòng không của đối phương. Chúng có khả năng phát tín hiệu như một số máy bay trên màn hình radar. Kiev tuyên bố sẽ tấn công công trình này trong tương lai như một phần của kế hoạch giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea. Nguồn tin Telegram khi đó cho biết, quả là một ngày đáng nhớ. Cảnh báo đã vang lên liên hồi ở các vùng phía nam nước Nga do các máy bay chiến thuật và các vật thể không xác định liên tục hiện diện trên hệ thống phòng không. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy tắc thông thường, khi tín hiệu của hệ thống phòng không bị nhiễu loạn, khả năng có liên quan đến việc phóng tên lửa mồi nhử và các trạm phòng không có lẽ đã phát cảnh báo trước những tín hiệu này. Kênh YouTube quân sự Ukraine Army.